Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chuyện ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chuyện em ta sẽ là mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến tình xưa tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống phá, chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thêm lối chung để chạy ra. You are fine, nhớ mỗi dòng là đi. Mình cùng chung chi hướng, dẫu có chuyện thì sẽ mở cạnh bên nhau. Ngon quá à. Mà này là cái gì vậy? À, trẻ, đặc sản Bình Định đó. Trẻ, tên gì mà lạ lùng, nhưng mà ngon hơn bò né luôn á. Né né gì né ra. Ăn cái gì thì cũng từ từ thôi. Làm như chị hai mày bỏ đói mày cả năm không bằng vậy á. Nếp, gặp được bà tôi vui quá à. Từ giờ tụi mình sống với nhau như ngột nhà nha. Phòng của Nếp á, tôi dọn gọn gàng trên lầu rồi đó. Ồ, cảm ơn ba nha. Nếp, ngon quá trời. Ôi Nếp, Lily, chào bà. Lên nào, sao không báo tụi tôi biết? Tao bất ngờ. Mà bà, tôi bỏ ý định giật bố người ta chứ đó. Hả? Cái gì vậy bà? Chị Nu, chị tính giật bồ ai hả? Như vậy là tội nghiệp nha bà nội. Ờ. Mà nhìn chị Nu vậy sao mà giật bồ người ta được? Ờ đúng rồi đó. Nu ơi, cái mặt giật bồ nó tắt. Thật bà là cái chắc. Ờ. Tôi mới đi làm về mà bà Nếp kỳ ghê, giỡn không có vô mà giỡn hoài à. Tính ra ngồi với coi. Ê, vậy là hôm nay nhà mình đủ hộp mắt nai luôn rồi. Ờ, hình như thiếu Anna đúng không? Anna đâu rồi? Chị Anna đi giao đồ cho chị Kim từ sáng rồi, mà giờ tới thu rồi còn chưa về nữa. Bà Kim á, thấy Anna đại ca mạnh khỏe, bóc lột sức lao động của người ta. Cái gì cái gì? Bà nội, người bạn vừa nãy là tên gì cơ? Anna đại ca. Anna đại ca. Nó là ai? Cái con nhỏ như mày thằng ngon. Mày chỉ biết Anna đại ca là ai hả? À, thôi kể tiếp đi. Nói chung là bà Kim thấy Anna đại ca mạnh khỏe, bắt đi giao hàng hoài. Ủa chị Kim? Vậy? Ôi sợ chị quá à. Nè, cứ lật mặt nha Lizzy. Chị thuê Anna là có trả công đàng hoàng chứ bộ. Mà còn mấy đứa nữa, dắt mũi chưa sạch, ăn bám tiền anh chị á, mà lên tiếng vậy đây hả? Đó, bà nói mày đó, đồ dắt mũi chưa sạch, đồ con nít. Mày đó, mày mới là em của chị Kim đó. Mày trẻ trâu hơn tao. Mày mới trẻ trâu. Mày mới nói mày nè. Nói hai đứa luôn đó. Ủa anh nè. Đây, giao đủ 12 đơn rồi đó. Còn một đơn bà hẹn mai lấy. Tại vì bữa nay đưa con bà đi đẻ. Bà mệt rồi đúng không? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bà nhiều nha Anna. Nếp, này là Anna nè. Anna đại ca. Anna, là Nếp Tomboy. Từ giờ tụi mình sống chung như ngột nhà nha. Con nhỏ không hả? Đục oán giá ngọ hẹp. Mày còn dám nói nữa. Mày có biết đơn hàng đó tôi lỗ bao nhiêu không? Còn không bao trả tiền đi. Điều vậy á, thì có ai lại cách ăn ở kiếp trước kiếp này của mình đi. Kiếp trước bàn úp hình không lại, kiếp này cầm lỗ hàng bị đổ, rồi chưa? Con nhỏ chân mày đàn ông này. Ồ, chắc cái chân mày mỹ đàn bà hướng tao. Còn ngon thì mày nhắc lại một lần nữa về cái chân mày tao đi. Chân mày đàn ông. Mày. Thôi, bình tĩnh đi. Coi chừng tao. Thôi anh Na. Ê mọi người, mọi người có nhận ra điều gì không? Anna với Nếp y chang sinh đôi. Sinh đôi giống nhỏ này. Chạy ra coi.
Xin đâu vậy đó. Tụi em làm gì ở đây? Tụi em tập thể dục. Dạ. Nhưng mà mình nói chuyện bớt bè lại được không? Ai thèm. Ủa vậy là hai chị không có ý đâu đúng không? Tất nhiên. Đó, lại bè, rất là điều, rất là kỳ luôn á. Đúng là cái đồ bắt trước thì người ta tập thể dục cũng tập theo. Nè, ai bắt trước? Đây, tập ở đây. 6 giờ sáng từ đó đến giờ. Đó mới về đây, hiểu chưa? Nói về hiểu quá ha. Nói tiếng Việt giúp tao một cái. Chị đang nói tiếng Việt á. Nhưng mà hơi khó hiểu thiệt. Nhưng mà em hiểu. Nhưng mà chị không hiểu. Thì để em giải thích cho chị hiểu. Thì em giải thích đi. Nè, đây á, là nói ở đây. Đây kêu đó là đó. Đây ở đây từ đó tới giờ. Còn đây kêu đó là đó. Nhưng mà đây thứ hai là đây là cái chỗ đây nè. Chỗ này nè, chị hiểu chưa? Là sao ta? Nói cái gì tao cũng không hiểu luôn á. Nói chung á, là đằng nào mi cũng là cái đồ bắt chước tao. Con nhỏ này mi. Nè. Nè. Thôi. Từ nay tao và mi không bao giờ chung. Hiểu luôn mà cũng giống nhau nữa. Treo ta. Ủa anh Lú, bà đang làm gì á? Ý, đàn ông vô. Hả? Ý tôi là những cái công việc đàn ông như là treo bóng đèn á, là phải nhìn nếp. Bà treo giùm tôi đi. À, đợi tôi lên phòng tôi cất kỳ kháng tỷ rồi tôi xuống làm cho. Có bao nhiêu đó mà phải chờ đợi lâu lắc vậy hả? Mấy cái này á, bắt ghế lên thay là xong rồi. Đây. À, khoa. Bỏ cái chân xuống. Bà tránh ra. Nuôi nhờ tôi chứ không nhờ ba. Ai biểu năng lực yếu kém quá chị. À, cái con nhỏ sức sượng này. Đưa đi. Để... Thôi. Ai làm cũng được mà. Miễn là treo cái bóng đèn cho tôi là được. Mà tôi làm. Tôi làm. Mà tôi đã nói là tôi làm. Nhưng mà ba nhờ tôi mà. Tôi là tôi làm gì? Bù đây. Bỏ ra. Trời ơi, có ai giúp tôi không? Để tôi! Để tao làm! Để tao! Tao nói là tao làm! Để tôi làm cho! Để tôi làm! Ai làm cũng được mà. Tao làm! Để tao làm! Kiên thích tao làm không mày? Nhưng mà tao muốn trước! Mày vô chưa nào tao vô nha! Muốn kiếm cho tao! Kiếm cho mày nào! Kiếm cho tao! Bù ra! Mày muốn bù ra hả? Họ làm cho! Mày á! Bù ra! Đưa tao! Để tao làm à! Nói là tao làm vậy không? Nhưng mà tao làm. Cứ ra. Tao làm. Thôi. Cho mỗi đứa bố giờ đó. Hai đứa phải làm quà với nhau đi. Thì mới sống chung một nhà được. Đúng vậy. Tại con nhỏ này nè, nó cứ kiếm chị với tôi mắc mớ thì tôi phải xuống nước trước. Miếng nào ai gây sự trước
Từ lúc gặp mày á, lúc nào tao còn bị sủi quậy hết á. Đó là ghét. Lại bè giống nhau. Rác chân cũng giống nhau. Thôi đi, hai người là giống nhau như vậy rồi á, thì nhường nhịn cũng giống nhau luôn đi. Nhường nhịn chút thì có sao đâu. Đúng rồi đó, hai chị bắt tay nhau giảng hòa đi. Đúng rồi, giống như em với Lizzy nè, cãi nhau mỗi ngày nhưng mà vẫn bắt tay làm hòa. Không bao giờ. Tuổi rồi nọ không bao giờ đồ chơi chung. Hai họ không thể sống chung một rừng. Đến nước này rồi thì phải quyết chiến sinh tử. Mày chết với tao nè. Chết mày nè con. Mày hả bưởi. Mày toi mày rồi. Lào hả? Mày mất. Bây giờ đừng có đánh nhau nữa. Chị Nếp, anh Nam. Cái gì vậy? Tôi tưởng ai bà. Để yên cho tôi biết đó. Mày nè. Chết mày nè. Mày nè. Mày nè. Ba cũng giỏi đó. Coi như tôi thua kéo này. Bà làm sao mà chơi lại tôi cái trò này? Còn ngón thi quyết đấu thêm một trận nữa xem. Sợ bà. Vô. Tôi thua chết rồi. Sự đau tâm luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mình đi cao quá không chung, don't be scared. We fly. Có thể lo chung như chạy dốc. You are fine. Nếu muốn dừng lại mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ một cạnh bên nhau.